Việc Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách triển khai mô hình bán vé qua mạng để giảm áp lực cho các bến xe đã được thực hiện từ hơn nửa năm qua. Song đến thời điểm hiện tại thì số doanh nghiệp đầu tư triển khai mô hình này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người dân thì vẫn chưa thể mua vé được một cách dễ dàng, nhà xe thì vẫn còn lúng túng trong triển khai và rất cần sự hướng dẫn cụ thể từ các đơn vị liên quan. Và để giải quyết vấn đề này thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới đây cho biết là sẽ thiết lập một phần mềm bán vé xe khách dùng chung trên cả nước. Hiện miền Bắc có hãng xe Tân Đạt, Văn Minh hay Hoàng Long, miền Nam có Thuận Thảo, Phương Trang. Đây đều là các doanh nghiệp vận tải lớn với lượng xe dồi dào và tiềm lực tài chính mạnh. Dù việc bán vé xe khách qua mạng thực sự là một hình thức văn minh có lợi cho cả người dân, nhà xe và bến xe, song tại sao các doanh nghiệp vận tải vẫn không mặn mà thực hiện? Khi mà tổ chức cái này đấy thì cũng đòi hỏi phải xây dựng cái phần mềm, rồi phải hình thành cái hệ thống đại lý bán vé ở trong các cái đô thị. Thì chỉ những cái đơn vị mà có cái khối lượng xe lớn ấy, họ mới là có đủ cái điều kiện để họ tổ chức cái hệ thống như vậy. Bên cạnh vấn đề tài chính, theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải nhỏ vẫn chưa quan tâm đến việc mở rộng thương hiệu của mình thông qua mạng Internet. Đặc biệt khi trình độ kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới của các đơn vị vận tải còn kém. Đã có kỹ thuật rồi, đã có phần mềm rồi thì ai cũng có thể áp dụng được. Nhưng mà tại sao triển khai đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa làm được? Bởi vì họ chưa có bộ phận bán vé qua mạng. Bản thân các doanh nghiệp vẫn còn tự ti, chưa dám áp dụng. Đấy. Rồi nữa là hành khách có thể người ta chưa biết đến doanh nghiệp đây. Tình trạng nhà nhà làm vận tải, người người làm vận tải đã tạo ra một thị trường vận tải hết sức manh mún, nhỏ lẻ. Cộng với mô hình hoạt động lỏng lẻo nên việc chấp hành đầy đủ các quy định đã hết sức khó khăn, chưa nói đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức hoạt động. Chính vì thế, khi Bộ Giao thông Vận tải phát động thực hiện bán vé xe khách qua mạng trên tinh thần khuyến khích thì các doanh nghiệp nhỏ hầu như không mấy quan tâm. Song một lý do nữa khiến hình thức bán vé rất văn minh này vẫn chưa lan rộng đối với ngay cả các doanh nghiệp vận tải vừa và lớn khác là do bản thân mô hình bán vé qua mạng chưa hoàn thiện, khi các thủ tục hủy, trả vé và thanh toán còn khá rườm rà. Hiện nay ta mới làm được cái động tác đầu tiên thôi, đó là đăng ký thôi, chứ còn chưa làm được cái động tác quy trình là nạp tiền, trả vé trên mạng, và tất hai công đoạn này đều phải thực hiện ở bên xe. Chính vì vậy mà hành khách cũng chưa được phục vụ cho nó trọn vẹn. Chính vì vậy, vào giờ cao điểm, mô hình này thậm chí còn tăng nguy cơ ùn ứ tại các điểm mua vé tại bến xe. Và việc bán vé qua mạng mới chỉ thích hợp với các tuyến đường dài. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ có cái đánh giá, rồi sẽ có một cái hướng dẫn, có một cái phần mềm dùng chung cho các cái đơn vị kinh doanh vận tải để họ tổ chức cái triển khai cái này. Thì nó sẽ giảm bớt cái chi phí cho cái việc mà xây dựng cái phần mềm riêng lẻ của từng cái đơn vị kinh doanh vận tải. Người dân chưa được thuận tiện trong mua vé, doanh nghiệp lúng túng chuyện triển khai, thanh toán, khiến hình thức bán vé qua mạng dẫu rất văn minh, song vẫn không được triển khai rộng rãi. Người dân và các doanh nghiệp vận tải mong chờ một giải pháp thực sự.